Mở cửa ra. Mở cửa ra, có ai ở đó không? Má này. Mở cửa ra đi. Đừng cố gắng thoát ra nữa. Xin tự giới thiệu, tôi là một bác sĩ chuyên nghiên cứu về hành vi và cảm xúc của con người. Tôi được biết anh đang có biểu hiện trầm cảm và cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, nên tôi phải đưa anh vào đây để giúp anh vui vẻ trở lại. Ông bắt cóc tôi hả, đồ khốn nạn? Không phải vậy. Tôi chỉ đang muốn giúp anh. Nếu anh vui vẻ trở lại thì anh sẽ được ra ngoài. Anh rất là quan trọng với tôi. Công trình nghiên cứu này mà thành công thì tôi sẽ được giải thưởng về y học. Khoan khoan, công trình nghiên cứu gì? Tôi đang thử nghiệm một phương pháp trị liệu cho những người trầm cảm. Đó chính là cho họ tiếp xúc với những điều tích cực, vui vẻ ở bên cạnh đó. Cho họ những tiện nghi tuyệt vời thì họ sẽ vui vẻ trở lại. Nghe nè, được rồi, tôi rất là biết ơn những gì ông làm cho tôi. Nhưng ông phải thả tôi ra ngay bây giờ, nếu không là tôi gọi công an đó. Cái điện thoại rồi. Anh không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai ở bên ngoài. Anh không thể nào thoát khỏi đây đâu. Đây là một tòa nhà kiên cố. Căn phòng của anh đang ở đã được tôi xây lại để khiến anh cảm thấy đây là nhà của anh. Vậy nếu như tôi không vui thì sao? Thì anh sẽ ở lại đây đến suốt cuộc đời. Một người ở phòng bên cạnh đã ở đây hơn một tháng. Khoan. Một tháng trời. Cái này là ông bắt cóc người ta rồi chứ thí nghiệm gì? Ông giam giữ người ta hơn một tháng trời. Cái này là trái pháp luật. Rồi công an sẽ tìm ra ông thôi. Cái đồ điên khùng, biến thái, bệnh hoạn. Để cho anh không cảm thấy cô đơn, thì cứ cách 3 tiếng, anh sẽ được nói chuyện với bệnh nhân phòng kế bên thông qua chiếc điện thoại ở trên tường. Và cực kỳ quan trọng, chiếc điện thoại của anh không có chức năng gọi ra bên ngoài nha. Chúc anh vui vẻ, Nam. Anh là một niềm tự hào của tôi. Anh đang làm gì vậy? Anh không thể thoát khỏi chỗ này, anh biết điều đó mà. Căn phòng này được tạo nên là để anh mãi mãi hạnh phúc ở đây, cho đến khi anh vui trở lại. Bác sĩ, bác sĩ đây, ông biết được, tôi đang vui hay tôi đang buồn? Anh khỏi lo về điều đó, tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra dành riêng cho anh rồi. Trong thời gian chờ đến lúc được kiểm tra, anh hãy tự giúp cho bản thân mình vui lên nhé. Anh có thể xem TV, xem chuyện cười, xem tranh trên tường, hoặc là chơi game. Và nhớ là anh còn một người bạn ở phòng bên đang chờ anh tâm sự mỗi 3 tiếng đó.
Nam ơi dậy đi. Anh hãy cho tôi biết anh thấy gì ở bức tranh này. Ở trong cái đầu lâu. Đó là hình ảnh hai cô bé đang hôn nhau trong bức tranh. Bên cạnh đó còn có hai cặp đôi đứng nhìn. À! Sự tưởng tượng là một món quà của tạo hóa. Hãy sử dụng nó đi Nam. Nó sẽ giúp cho anh vui lên. Thật tuyệt vời. Cái này Nam ơi, ông cố tình ông chơi tôi mà. Ta. Ta. Alo, có ai bên đó không? Bạn gì ơi, tôi tên là Hương, bạn tên gì? Tôi biết là bạn có ở đó, mà chắc là bạn không muốn trả lời tôi. Thôi thì bạn cũng phải cố vui vẻ lên nha. Anh nhìn thấy cái gì trong bức hình này? À, mặt của con quỷ hả? À, đây là một con thuyền. Anh có thể nhìn thấy cái cánh buồm tuyệt đẹp của nó mà. Anh nhìn thấy cái gì trong bức hình này? Con dơi. Ta-da! Câu trả lời của anh hoàn toàn chính xác. Đây là hình một chú dơi và bên cạnh đó tôi có thể nhìn ra ba chú ngựa đang nhảy ra khỏi bức tranh nữa. Nhưng mà tiếc là anh không thể nhảy ra khỏi chỗ này giống như ba chú ngựa đó đâu. Đây là một bức tranh để dành cho tôi tiêu khiển với anh thôi Nam à. Thật sự thì tôi không biết là anh đang vui hay đang buồn, cho nên anh cứ ở lại đây đi. Anh nhìn thấy cái gì trong bức hình này? Tôi không biết nữa. Nói chung gì đó tày quậy lắm. Đáp án của anh không đúng. Cái này là mẹ ông phải không? Bạn gì ơi, bạn mà muốn thoát ra khỏi đây thì bạn phải vui vẻ lên. Có thể nói chuyện với tôi nè. Tôi vào đây cũng tầm một tháng. Ông nói tôi như vậy thì thấy cũng khá hơn. Nhưng mà không phải là nhờ vào mấy cái phương pháp của ông bác sĩ, mà là tôi tự tìm thấy cái mục đích sống cho mình. À, con tên gì? Nam. Tôi tên Hương. Tôi đã trả lời sai hết mấy bức tranh mà ông đưa ra trên máy tính. Tôi nghĩ tôi nằm chờ chết. Cứ bình tĩnh đã. Thật sự thì ba bức tranh đó là cái phương pháp kiểm tra của ông xem mình có vui hay không. Trả lời đúng thì là vui, còn trả lời sai thì là buồn. Anh vui thì anh được thả ra. Dạng dạng vậy. Ờ, có nghe tiếng nhạc gì xung quanh không? Hương. Hả? À, tiếng đó là ông bác sĩ mở cho tụi mình nghe, thư giãn đầu óc để cho vui vẻ mà. Thật sự thì thời gian trong đây tôi suy nghĩ được rất là nhiều thứ. Tôi nhận ra được mục đích sống của mình và tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Cuộc sống này nó chả có nghĩa gì hết. Mình mới là người làm cho nó có ý nghĩa. Vậy làm sao tôi có được mục đích sống giống như cậu? Ừ, cái này sao anh hỏi tôi được. Anh phải coi cuộc sống của anh chứ, phải tự coi bản thân mình chứ. Cái ông bác sĩ này, ông sai lầm lắm. Thực sự không thể nào bắt ép một người cứ coi những cái này. Một người mà đang buồn không phải cứ coi những tranh ảnh vui, coi phim hài là vui được. Đâu có bắt ép họ được. Cái phương pháp này rất là sai lầm luôn á. Vậy là trong đây lâu quá anh coi nhận được cuộc sống của mình hả? Chắc là vậy.
Tôi thì không có tin vào mấy cái suy nghĩ tích cực. Đó chỉ là cái niềm tin khi mình gặp khó khăn. Mình đem cái đó ra để mình vỗ về bản thân, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà mọi chuyện đâu có tốt đẹp hơn đâu. Nó vẫn như vậy. Bởi vì cho dù cô suy nghĩ tiêu cực hay là tích cực thì mọi chuyện nó vẫn sẽ đến với cô. Cô không thể nào được khi được mọi thứ. Bây giờ cô biết sao không? Cuộc đời này nó không có lỗ tai. Nó không nghe được những gì cô nói, nó không nghe được suy nghĩ của cô đâu. Nó chỉ biết đè cô ra và đập cô nhừ tử thôi. Hay là anh thử coi cuộc sống này giống như một cái gương đi. Anh công mày với nó thì nó cũng sẽ công mày với anh. Còn mà anh muốn nó cười với anh thì anh cũng phải cười với nó. Cũng không khó như anh nghĩ đâu. À mà Nam. Sao? Anh có nhớ anh đã được hạnh phúc bao nhiêu lần không? Khoảng 2-3 lần gì á. Tôi hỏi anh vậy mà anh cũng trả lời được nữa. Hạnh phúc đâu có đến được bằng đầu ngón tay. Con người á, khi làm bất cứ thứ gì, tất cả đều muốn hướng đến việc tìm đến cái giá trị của hạnh phúc. Họ mua bộ quần áo mới, chiếc xe hơi đời mới, tất cả là cũng đều để bản thân họ cảm thấy hạnh phúc thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc về vật chất. Có được rồi cũng sẽ mất đi. Chỉ có bản thân chúng ta mới làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Cô bị bắt ở đây như thế nào? Tôi bị bắt cóc. Còn anh? Tôi bị bắt cóc khi tôi đang trên đường đi làm về. Trước đó tôi đang trực ca đêm ở một cái cửa hàng tiện lợi. Tôi thì bị bắt trên đường đi mua thuốc ngủ. Tại sao cô bị trầm cảm? Kể ra thì chuyện dài lắm. Bố mẹ tôi ly dị. Tôi sống với dì. Với lại có một chuyện mà tôi không muốn nhắc tới. Anh còn nghe tôi nói không vậy? Thật ra thì tôi cũng cách đây lâu lắm rồi. Hồi đó đó tôi có ước mơ tôi làm kỹ sư. Mà tôi rớt đại học. Rồi tôi đi làm bảo vệ. Rồi tôi thi lại. Tôi có một người bạn gái. Bạn gái tôi mất rồi trong một tai nạn. Nhưng mà đó là quá khứ rồi. Anh phải cố gắng vượt qua nha.
để tôi tìm người giúp. Kể ra thì chuyện dài lắm. Bố mẹ tôi ly dị, tôi sống với dì. Với lại có một chuyện mà tôi không muốn nhắc tới. Cô là người đó nè, đã tông chết bạn gái tôi cách đây 4 tháng. Tôi xin lỗi. Nhưng mà tại sao cô cứu tôi để làm cái gì? Đó là mục đích sống của tôi. Quên hết mọi chuyện và sống tiếp đi. Sau khi trình báo với cơ quan công an, tên bác sĩ đó đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Ổng là người đã từng tư vấn tâm lý cho tôi và Hương cách đây 4 tháng. Đó là một buổi tư vấn tâm lý miễn phí. Hèn chi, ổng hiểu rõ hoàn cảnh của tôi với Hương. Tất cả sự việc này là do Hương gây ra. Do Hương tông bạn gái tôi nên tôi mới đi tìm đến phòng tư vấn tâm lý và sau đó bị bắt cóc bởi ông bác sĩ đó, hay là do tôi đã quá yếu đuối không vượt qua nổi chuyện này, không chấp nhận rằng là không có gì là mãi mãi. Tôi sẽ luôn tập trung ở hiện tại thay vì cứ suy nghĩ về quá khứ. Công việc của tôi hiện giờ là kỹ sư.